chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Sáng ngủ dậy là có chuyện vui, sáng ngủ dậy là thấy niềm vui rồi, đập mà mắc cười từ sáng tới giờ chịu không nổi, phải mở điện thoại lên làm clip cho mọi người coi liền luôn nè. Đó, thông tin cũng hơi nóng nha, hơi nóng chứ không được nóng lắm. Tại vì vụ này nó hết nóng rồi. Nhưng mà nó mắc cười liên quan đến em gái tên là Michio Phạm Ngà. Đó, Michio Phạm Ngà đó. Đây là một cô gái Dubai nha, cô gái vừa đu Dubai đó. Kính thưa quý vị, thì thời gian vừa qua là trên mạng xã hội đã xuất hiện một cái vì sao sáng, đó, một ngôi sao đang lên, đó là Michio Phạm Ngà. Đó, em này đã vụt sáng trên mạng xã hội nhờ những cái phát ngôn gây sốc là nói xấu chị Hằng nè, đó, rồi đứng ra binh vực ông Võ Hoàng Yên nè, đó, rồi nói xấu anh Dũng Lò Vôi, thì nói những cái điều mà nó không có cơ sở đó và nó đi ngược lại cộng đồng đó. Cho nên anh em ấy thu hút rất là nhiều lượt view và thu hút rất là nhiều cái sự chú ý của dân cư mạng. Nhưng mà thời gian gần đây khoảng một tuần 10 ngày đổ lại đây thì em ấy bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Sau khi bị các YouTuber phanh phui cái đời tư về cái công việc ở bên Dubai của mình thì tự nhiên em ấy im re bà rè đó, không thấy lên clip gì hết, và có lên clip thì cũng 1-2 view đó, view nó tụt thê thảm. Và bây giờ có thể là em ấy nói thì không ai tin nữa, cho nên bây giờ đang cố gắng quậy lên như một cái nồi cắm heo vậy đó, quậy lên để cho mọi người chú ý. Và sáng hôm nay tôi đọc được một cái thông tin trên cái kênh YouTube của Phạm Ngà, mắc cười quá. Đó, lại đi kiện. Đó, thông tin cũng không có mới gì lắm nha, lại đi kiện. Mà lần này kiện ai? Kiện bánh mì. Chết mày rồi bánh mì ơi, lần này ông Phạm Ngà nó kiện mày rồi. Và nó hứa nó cho 20 triệu ai cung cấp địa chỉ và số điện thoại của mày, mặc dù số điện thoại của mày nó trình hình ở trên cái clip mày đó. Rồi, trốn cho kỹ như bánh mì ơi, trốn cho kỹ vô. Kính thưa quý vị, thì lúc trước tôi cũng có làm một cái bản tin là Phạm Ngà đã khởi kiện chị Phương Hằng, đó, làm đơn gửi Bộ Công an đồ các kiểu rùm beng hết. Đó, giờ có thấy ai đâu, cũng chả ai mà vào cuộc cả, ai mà để ý tới em ơi. Đó, rồi bây giờ em cắn bà Hằng không được, em quay qua em cắn bánh mì tội nó, bánh YouTuber thôi mà. Trời ơi là trời, ở dưới bình luận cũng rất là nhiều người vô comment mà đọc là đọc tới đâu cười tới đó. Đây, để tôi sẽ đọc cái thông tin của để tôi sẽ đọc cái nguyên văn cái bài đăng của Phạm Ngà cho mọi người nghe nha. Đây nè, Phạm Ngà Michio official. Mới sáng này đăng luôn nè. Để thuận tiện cho công an ở Việt Nam đang vào cuộc, mình nhờ cộng đồng mạng tìm gấp cho mình địa chỉ chính xác và lai lịch của thằng này. Mình sẽ chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản inbox cho mình. Mọi người ai ở gần nó biết rõ địa chỉ cụ thể inbox cho mình nha. Đó, trời ơi là em. Làm cái gì á thì mình cứ làm tốt công việc của mình đi, mình đừng có bon chen chi nữa. Anh nói em rồi, em ngưng là đẹp rồi, em im lặng là đẹp rồi, em có quậy, em có nói như thế nào đi nữa thì bây giờ không ai tin em đâu. Đó, bây giờ em nói chị Hằng cho đã đời, giờ có ai tin em đâu. Đó, em nói công an vô cuộc này nọ có ai tin em đâu. Rồi bây giờ em nói qua bánh mì có ai tin em đâu. Trời ơi, em làm cái gì, em là ai người ta biết hết. Đó, em lên mạng em nổ, em là bà chủ shop nước hoa. Đó, rồi em là mua sắm cái này, mua sắm là cái kia, rồi cái đẳng cấp của em như thế nào. Đó, xin lỗi em, người ta biết hết. Thậm chí cái chỗ ở của em bên Dubai á, người ta cũng tới, người ta quay luôn. Đó, em ở cái phòng 204 mà ở trong một cái khu nó cũng tháng đâu cũng mấy triệu bạc gì đó. Và cái công việc của em thì anh không có bàn. Đó, công việc em làm gì thì trên mạng người ta phanh phui hết rồi, anh không có nói tới nữa. Đó, cho nên anh khuyên em một câu là gì? Em là ai? Em làm gì và em ở đâu? Đó, người ta đều biết hết. Em không cần phải cố chứng minh, em không cần phải cố tỏ ra là mình thanh cao, tỏ ra là mình là đài cát, để mà em so sánh với bà Hằng. Trời ơi, họ biết hết á, họ biết em hết. Rồi còn bây giờ em kiện cáo làm chi nữa. Đó, có một số bình luận trên mạng nó nói cái gì em cắn bà Hằng không được, giờ em quay qua em cắn mấy YouTuber. Chết bánh mì rồi.
Bánh mì ơi, bánh mì, đợt này ráng mà trốn cho kỹ nha, trốn cho kỹ vô, chết quá, rung quá. Lạng quạng nó tìm tới nhà em xong rồi đó, nó nói là thôi lại anh bánh mì đừng có nói với em nữa để em sống. Nó xin lỗi bánh mì á, nó xin địa chỉ á. Rồi không biết tôi làm clip này liệu nó có tìm tôi nữa không trời. Trời ơi em ơi, thôi được rồi, ngưng là đủ rồi đó, ngưng là đẹp rồi. Bây giờ nói nữa nó cũng vô ích à. Thôi đừng có nói nữa nha, đừng có kiện cáo gì nữa, không có ai tin đâu. Nó và bây giờ anh chửi em á thì nó cũng bằng thừa, tại vì nhiều nhiều người chửi em quá đó, giờ anh cũng thừa lắm, bây giờ không muốn chửi nữa đó. Cho nên lần cuối anh nhắc lại em nha, em làm cái gì, em ở đâu, và em đừng có chứng tỏ nữa, em đừng có xạo nữa, họ biết hết á. Thôi ngưng lại đi, làm tốt công việc của mình đó, kiếm sống nè, lo cho bản thân, lo cho gia đình nè, đóng góp cho xã hội nè, đó, phục vụ cộng đồng là được rồi, là tốt rồi nha. Thôi đừng nói nữa đó, bớt nói cho đầu bớt thẹo. Thôi nha, rồi cảm ơn em, rồi im lặng như banh cái. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin của Sơn Sàm TV. Tôi sẽ cố gắng đưa những cái thông tin sớm nhất, đó, chính xác nhất, và đưa ra những cái bình luận sâu sắc nhất để đem đến những thông tin bổ ích cho tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.